Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kèm nước xả vải nữa. Chúng ta hãy giới thiệu những thông tin cá nhân của mình. Dạ, em xin chào hai bạn nữ ở bên kia. Em chào chị Cát Tường và em chào anh Đạt. Em tên là Lê Văn Tiên. Hiện tại công việc của em là đang bán hàng, kinh doanh và cũng làm diễn viên. Kinh doanh cái gì cưng? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh về mặt hàng đĩa game. Đĩa game? Và làm máy chơi game. Là mình làm chủ hả cưng? Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ cho cô gái áo đỏ nè. Lời đầu tiên cho em gọi lời chào đến các anh ekip, khán giả và hai anh bên kia. Lời chào trân trọng nhất ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hà My, sinh năm 1997 và hiện tại nghề nghiệp của em là đang là ca sĩ cover tự do. Thế hôm nay em đi tham gia chương trình là em đi với ai vậy My? Dạ em đi với em trai của em ạ. Trai. Đó. Ok. Là... Ôi, đó thấy nhìn em trai đẹp trai là biết bà chị đẹp gái cỡ nào rồi nha. Dạ, Tiên em đi với ai Tiên? Dạ em cũng đi với em trai nhưng mà là em họ. Được ha. Đó. Hello em. Wow. Chị, được nha. Bữa nay nhà gái ổn á. Ổn gì? Chị phải tới kỹ hai chàng trai bên đây. Em thấy bên nhà trai cũng ổn quá ổn. Cứ bình tĩnh. Dạ dạ. Giờ quay lại với chàng trai ở ghế màu đỏ nha. Ghế màu đỏ này nha. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thì điểm mạnh của em làm được mấy cái liên quan tới nghệ thuật một chút. Còn về điểm yếu của em thì em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Nó giống như là một cái căn bệnh gọi là ám ảnh cưỡng chế đó chị biết không? Là bị kỹ quá em. Cấp độ mấy? Em là so với người bình thường thì hơn một tí. Là về vấn đề vệ sinh hả chị? Dạ đúng rồi, về vệ sinh. Ví dụ như là nhà cửa là em thích nó sạch. Với lại em cũng hay thức khuya chơi game rồi lướt Facebook. Thông thường mấy giờ mới ngủ? Thường thường thì là 2 giờ. Trời ơi trễ quá vậy, rồi mai mấy giờ dậy? 7:30 là dậy rồi. Nó có khỏe không? Khỏe thì khỏe thì vẫn khỏe. Sao biết khỏe? Thì vì một ngày em làm việc rất là nhiều. Em bán đĩa cho người ta hả? Em bán đĩa đâu có gì đâu hao tốn. Em phải đi giao cho người ta nữa. Với lại cũng hay đi thể thao, thể dục thể thao. Mong manh như lá cỏ quá. Dạ mong manh nhưng mà được cái có thể lực. Dạ. Tới cô gái ghế đỏ bên đây nè, nói về sở trường sở đoản đồ. Sở trường của em là hát rồi. Hát rồi anh biết mà. Ngoài ra thì em còn nấu ăn cũng, em cũng hay sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng em cũng không thích người bừa bộn. Mình có cái tật xấu gì không em? Dạ tật xấu của em là cũng thức khuya giống bạn. Trời ơi em thức khuya làm gì? Đôi khi kiểu cũng đi hát như về khuya á chị, ăn trễ rồi xong cũng đi chơi trễ. Là khoảng bao nhiêu giờ thì em ngủ? Tầm 2-3 giờ. Lại trùng khớp nữa. Trùng khớp dữ vậy trời. Bây giờ Tiên thì em nghĩ là tại sao em ế? Cái vấn đề đầu tiên đó là về tài chính. Em mới buôn bán kinh doanh mới đây thôi. Chính vì vậy nên bây giờ em mới quyết định là tham gia chương trình. Còn trước đó thì cũng có một vài mối tình. Nhưng mà cũng có một mối tình ở trong sân khấu. Cùng sân khấu thì cũng yêu được một năm. Yêu nhau được một năm mà tại sao phải chia tay em? Thì lúc đầu thì cảm thấy là vui. Nhưng mà sau này thì cảm thấy là xa vời về gia đình nữa. Buổi này các bạn trai nó cũng hơi yếu yếu á. Dạ. Mà chị thấy em nó cũng không có được mạnh á. Dạ. Em nghĩ là có khi nào là vì nó như vậy không? Dạ không. Em chắc chắn không phải. Dạ. Chắc chắn không phải. Dạ. Em biết chị hỏi gì không? Có nhiều bạn nữ cũng hay hỏi em mà. À vậy luôn hả? Hỏi về cái giới tính của em. Giới tính hả? Của em. À, rồi dạ. Em trả lời làm sao? Dạ em thì em trả lời thẳng là em thích con gái. Em thích con gái. Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ tới em nè. Giờ em nói giọng dạc lên. Tôi có nhiều cuộc tình này nè, phải nói lớn lên. Em có 3 cuộc tình rồi ạ. Bắt đầu liệt kê. Cuộc tình đầu tiên là cuộc tình sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Còn lại hai mối tình kia quen được 1 tháng, tìm hiểu mà không hợp thì em chia tay thôi. Sâu đậm sao chia tay? Lúc đó thì cũng mình cũng còn nhỏ, tính tình mình ngang bướng. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Giờ 18 tuổi. 18, bây giờ là nhiêu? Dạ bây giờ là 25. Giờ em với bạn đó cũng là bạn bè. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân một chút xíu đi. Em xin chào chị Cát Tường. Chào anh Đạt. Nãy giờ em ngồi ở đây em thấy hai bạn nữ ở đây, điều đầu tiên đó là hai bạn rất là dễ thương. Em ấn tượng với bạn ngồi ghế màu đỏ thì bạn đó có cái giọng nói rất là hay, lôi cuốn. Bạn đó cùng làm nghệ thuật chung với người anh của em thì em nghĩ cái điều này nó sẽ dễ có cái cảm xúc đồng cảm với nhau hơn, dễ dẫn đến tình yêu hơn. Đàn trai đã lên tiếng rồi thì đàn gái mình rụt rè làm gì? Xin phép được chào anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường và tất cả khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Anh ghế đỏ là hợp với chị của em. Mỗi khi mà đàn gái chia sẻ cái gì thì anh hay chú ý lắng nghe. Thì em thấy là anh hợp với chị em. Tiên thích mẫu người bạn gái thế nào? Để anh đứng đây anh coi nè. Dạ, em thì em thích gái nhìn sạch sẽ. Có nha, người ta sạch sẽ nha. Tóc dài thì càng tốt, tại vì tóc dài cảm giác được người ta dịu dàng. Có nha, nhưng mà người ta quấn lên nha. Kiệm lời một chút.
mấy bạn trẻ bây giờ như là ca sĩ nữa, người ta thí dụ như đi hát ta mặc hay là loài cái ngực chút gì, người ta thích xăm đây miếng hay là xăm đây miếng hay chỗ này, em ca sĩ mà. Dạ em phải thông cảm cho người ta. Ví dụ như bạn ấy hát trong em đón mãi, ok em khoác cho mãi một cái áo chỉnh chu, lái xe chở đi ăn, đi ra đường mà nhiều thằng nhìn mình cũng thấy khó chịu. Vậy là cũng anh ấy cũng có gãn. Em thích mẫu người phụ nữ mà kiệm lời đúng không? Mi à, em đừng nói gì hết, em hãy hát đi. Em đứng ở vị trí nè, gần hơn nè, đó. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quần quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình thơ em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa. Còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn. Dẫu trần gian bao la đến đâu, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khổ, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muôn sầu. Giờ em hát nữa đi nè, em hát nữa nè, hát bài nữa đi nè. Bao ngày em ngóng trông, đã bao đêm dài lòng em ngóng trông. Ở nơi ấy biết xa xa chung mấy, bao lời em hát lên trái tim em dành trao đến anh. Người yêu ơi, em yêu riêng mình anh thôi. Hai cô gái đều có một giọng hát thiệt nó quyến rũ quá. Tường ơi, thở đi hai đứa, thở. Mỗi người lý tưởng của ca sĩ là gì nè? Một người tử tế, biết suy nghĩ, biết quan tâm bạn gái nhiều. Theo em là cái tử tế là như thế nào? Hoặc là tử tế khi mà bạn tán tỉnh mình hay là mình là người yêu thì tất nhiên bạn phải tự tốt một xíu, nhưng mà khi mà bạn tiếp xúc với bạn bè mình hay là với gia đình mình thì xem bạn đó có tử tế hay không á. Nhiều khi các bạn nữ chỉ thích mấy anh chàng trai quan tâm chăm sóc ngọt ngào với mình thôi, mà quay qua với người xung quanh trớt quớt là không được. Ta nói chuyện rất kiệm lời, gom hai chữ thôi, chỉ cần có được cái đó thôi là ổn nha. Được, cái thời khắc quan trọng chồng mai bà mối sẽ mở cửa trái tim ra để cho các em có thêm một cái cơ hội nữa tương tác trực tiếp, rồi mình mới đưa ra quyết định. 2, 3 mở cửa trái tim. Cảm xúc như thế nào? Mời Tiên. Khi mà nhìn mở cánh cửa ra thì ánh mắt của em nhìn vô bạn áo trắng. Đầu tiên tại vì bạn là ghế áo đỏ. Áo hồng cưng ơi. À áo hồng. Mắt cưng có vấn đề rồi. Áo hồng. Choáng rồi. Là vì cùng là ghế đỏ, với lại ngay từ trong tư tưởng của em thì em cũng xác định rồi. Thì thấy bạn dễ thương. Ừ. Dạ. Nguyên. Dạ. Nhận xét cảm nhận đầu tiên như thế nào về nhau? Dạ, thấy hai bạn rất là dễ thương ạ. Ừ. Mignon. Ừ. Mới đá lông nheo với bạn nào vậy? Đâu có đâu chị, em có đá với ai đâu. Mà hiện giờ đang rụng ràng không? Có xúc động không? Dạ có, thì tim đập hơi nhanh. Có hướng về một cái người nào cụ thể chưa hay đang còn hoang mang? Chưa chị, đang hoang mang lắm. Đang hoang mang? Dạ đúng rồi. Em đang hoang mang, chưa biết chọn ai luôn. Bây giờ tới đàn gái nè. Ấn tượng đầu tiên về bạn ghế đỏ thì nhìn bạn hơi rụt rè. Dạ, bạn ghế xanh thì em thấy nhìn bạn hiền. Hết rồi ạ. Xong, tới viên cưng ấy. Dạ, 10 điểm. 10 điểm cho ai vậy? Chị hả? Dạ không, bạn... Đây hả? Wow, cười phá rồi. Hoàng phí, để hỏi lại nè, nhiều khi người ta nói chuyện cục lũng á, 10 điểm trên mức thang điểm bao nhiêu nè? Thang điểm 11. 10 trên 11. Ngộ ha, thằng Tiên là bao nhiêu điểm? Trên thang điểm 11, mình thẳng thắn cục sút ngắn gọn đi em. Dạ 9 điểm. 9 điểm. 9. Cũng xích xào dữ ha. Xích xào á. Chủ động đi các em, cơ hội không có đến nhiều đâu. Mình phải hỏi cho kỹ mình mới tìm hiểu được thông tin. Em ăn cơm chưa? À, cũng được. Sao giống cục xúc giống bên này? Bắt đầu thấy đường tình yêu đi qua đường bao tử. Anh ơi, thấy có dĩa sushi. À,
người ta rất là tinh tế à. Có dĩa sushi. Mà hỏi ăn cơm chưa, sao hỏi thẳng ăn sushi chưa đi. Trả lời đi cưng. À dạ chưa. Sao nữa? Chút nữa ăn sushi nha. Sushi của người ta đem theo mà. Như cái này đem tới là để cho anh ăn á. Đâu giờ đem luôn cho rồi đi. Đem tới cho anh ăn rồi mà anh ăn đi. Là cái này em chuẩn bị á hả? Đúng rồi em chuẩn bị á. Vậy anh ăn ít rồi để. Anh cảm ơn nha. Là cái này là em chủ động để mà làm cho anh ghế đỏ ăn hay là tại anh xin ăn quá rồi em đem qua cho? Thì em chuẩn bị xong rồi ai ăn thì ăn. Ai ăn thì ăn, ai ăn ăn đi. Rồi bây giờ tới em hỏi nè, mà giờ em hỏi anh ghế xanh hay ghế đỏ nè. Em cũng không biết hỏi gì hết trơn. Nếu mà em chưa hỏi thì thôi cho anh tặng cái này lại cho em. Chủ động đi đàn ông trai. Trời. Em đợi em nhận sushi em phải trả lại chứ. Rồi em cảm ơn anh. Cái này anh không có nói là em mập giống heo đâu. Tại thấy nó dễ thương nên là tặng cho em thôi. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cái thằng bé Tiên này lúc nãy chưa mở cửa trái tim, mình thấy nói chuyện cũng lãng mạn cũng được lắm, sao mở cửa ra nói chuyện sao nó chất quốc vậy trời. Ủa đòi lại luôn hả? Không. Ủa em anh gói lại cho đây, đây anh. À rồi để đây. Còn nói gì nữa, nói nhiêu đó thôi hả? Mới tới đó thôi, để suy nghĩ thêm. Không mệt quá dẹp hai này. Bây giờ mình lãng mạn hơn nè. À, nhẹ nhàng romantic hơn hả chị? Romantic hơn nè. Một bên là diễn viên, một bên là ca sĩ nè. Anh ăn miếng này có tương ớt. Dạ. Rồi sao nè, một cái sự tử tế. Cái miếng này cũng có tương ớt mà nhiều hơn. Tại anh biết em thích tương ớt. Thấy chưa? Ồ. Anh xúi vậy đó, để có gì hai đứa đau bụng chung. Ta tự làm, bậy bạ. À rồi. Nắm tay. Anh bị khoan, đợi nuốt là anh chưa nuốt mà. Thì người ta vừa nắm tay nhìn nhau nhai. Nghẹn sao chị? Trời nắm tay luôn. Nhìn nhau ăn. Đúng rồi. Ăn sushi. Nhìn nhau 30 giây đi mình mới nói chuyện được. À, nắm tay còn hơi vụng về ha. Em có cần có một người chở em đi hát không? Cần. Anh từng chạy Grab, anh biết đường giỏi lắm. Duyên dáng quá trời. Ví dụ như em hát về trễ mà mệt quá, em muốn có anh ngay lúc đó thì anh có xuất hiện ngay được không? Anh tên Tiên nhưng mà anh không phải là Tiên. Không xuất hiện ngay được đâu, nhưng mà anh sẽ cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm. Nếu như mà mình cảm thấy rằng là chương trình đã chọn cho mình cái người phù hợp thì mình bấm cái nút với cái màu ghế của mình. Nếu mình cảm thấy là mình thích cái người ở cái ghế màu đối diện hơn, mình có quyền bấm cái màu của cái ghế đối diện. Hoặc nếu chúng ta cảm thấy không rung động và không muốn bấm ai hết thì chúng ta có quyền không bấm nút. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay để chúng ta đến với khoảnh khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay. Khoảnh khắc quyết định. 5 4 3 2 và 1. Hết giờ. Em thấy em là một người hơi kỹ về cái chuyện sạch sẽ. Mối tình đầu người ta kêu hay là mối tình khó quên, sâu đậm nhất và làm em nhớ tới giờ. Chuyện tình yêu của em hơi nhạt một xíu. Em ăn cơm chưa? Dạ, 10 điểm. Em cũng hơi hoang mang. Một người tử tế. Cố gắng xuất hiện nhanh nhất có thể. Nhà trai của tôi có bên cúp điện. Cúp điện. À, hai bên nhà trai nhà gái cũng đã nhìn thấy rồi. Chúng ta có một đôi thành công. Đó là cặp đôi ngồi ở ghế màu đỏ. Yeah. Trước tiên nắm tay nhau. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Vui khi mà bạn ấy cũng bấm nút lại. Dạ. Yeah. Tại sao em không quyết định bấm nút? Bởi vì thứ nhất là em mến bạn đó nhưng mà chưa tình cảm nên là không muốn bấm nút. Nói một từ cục xúc đi cho nó xả ra nè. Tôn trọng. Tôn trọng. Cái đó từ quá nghiêm túc mà, đâu có gì đâu cục xúc.
Em trưởng thành rồi đó. Vậy thì em sẽ nói từ khác. Được rồi, được rồi. Câu đó mới đúng là em đó. Người ta đã rõ ràng như vậy rồi. Nói thiệt tình.